nên trong nó kêu là sẽ có recipe ở cho white bread này ạ, chị ông thế dù bi ở cho nó là chị dù tàu cho cắn ông thế, chị hoặc cắn ông thế là chị có mấy lớp miếng lá cấu, chị có món lò chị cái dạng ở e code là chị one cup of water, thì e blau có mong ông bé là chị one fourth cup of bread flour or all purpose flour ấy tao thế, chị có món gửi đơn đo lên nó chị dự cho món là có chứ chị nếu có chúng thì nó chỉ có mua nửa đo đo tư gì cho nửa cúc cá đo khỏi in chỉ nửa bị nhằng to mù này ạ chỉ có chỉ đo nó chỉ nửa cúc nhé thì thế nào cũng đo đấy bị hơi nó lớn nó chỉ nửa thứ nhằng lên nó là chỉ có yếu lên nó sẽ là tao lớn ok thì nó chỉ cười cho mùa ô tô cho nó lấy nó chỉ cười cho bè cho nó ít lúc tài là sẽ ít lúc pa thì giờ món này cho trò tối nhàn chơi cơn gầu do bão số mộng nữa còn nữa ở tiệc kia nữa thì các mày thâu cho lọ qua thì thâu bão số mộng rồi nữa tự thì tiệc nữa trong lời thì các thâu là chỉ có thâu là cho sẵn đầu nó lấy ít số mộng thiệt này thì các mày lấy món nữa qua nữa thì thâu của tao lên nó lấy này kiểu món nữa vào được trong thì mà món cho trò họ tối nhàn ok nhắn tin nói chị cứ cho cánh người tư ready luôn đó chị cứ mở nó to như này cho cánh store ready này xuất trên má to để họ nữ cho nữ chị giống trên tin nói nó chị cứ mua 4 cups of flour là chị blau có mong 1/4 cup sugar là chị ý blau có bia tha 3 teaspoons yeast là chị bê đĩa yeast thì nên nói là ý điên chế là chỉ 1 teaspoon salt, ý lúc kê 1 cup milk là chỉ ý có mì 1/4 cup oil là chỉ ý blau có to. Trên đường nói là chỉ có đếp bà tao gắn sử dụng nên cho chơ thì có mong ý blau là nói là chỉ có bà tao cũng mua gắn sử dụng còn đợi bế tư bà tao là chỉ cho chơ cho không đợi thì tiếng nói chị giờ loại bí tỏ nó chị để cho món đồ lúc tay nó thì cứ dùng chùa chọn chế cho yeast tiền cho đồ cho biết tha thế thì nó chỉ muốn đo mình chỉ cần thử mình chỉ cần nó chỉ mà li muốn cho qua cho lò cho không có qua cho lò tỏ cho cháu vậy vậy nên tôi mình nói như kiểu một lúc kề cho chuẩn mì món nữa tỏ có lúc kề nữa tơ mình chỉ là chỉ mà muốn chua cho cho món lý cho tên cho tao cho cắn ngọn nữa tới thì chia cho tôi vào tao rồi nè ừ có lần thì chia nó trong lên nó chỉ có chỉ muốn chủ sơ cho sơ thì chỉ lấy cho một trong mấy machine cho tôi dùng là sứ nên chỉ mua machine cho nó là nên cho tệ nó tao tí xí thì á chỉ có xí xí hơn để cho sứ nhớ trong lần đó thì treo lúc machine nó chú 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 lấy cầu nó thì này ở ai cầu lúc à tôi cho bé đó nên sợ thì á nếu chú mà có thế nên đu hàng nó chỉ mà lấy mất thâu cho lò cho có sư sư mà bố
tiền nên mới cho tài lo nó chỉ nhân dòng hai tiền nên tôi cho anh ta cho nên mà lấy món này cho à bên cho một cho cho họ thì để chìm lậu lo cá thì thường nên mua cho tôi hồ tài nó lớn nó chỉ mua đó chỉ là vỏ trâu thì giờ mất cho đi ít số món là chỉ gần nửa xu xu ấy cho ông bao là khó tập có nhiều khó mất cho nữa này ạ thì cái mà lấy cho là quá thì thế nó cứ mất khứ thì cứ cho một cho vợ xu xu cho ok thì nó được tao ít số món là chỉ nửa xu xu đi nó là nè chỉ giúp cho là quá tao là nên là nó chỉ cứ từ bố tao ít cho trong linh nó là thì nhân để cho nó chỉ cứ do cứ qua mà cứ cho mà qua đi qua cho như lấy nó là giờ mà sang mà cho nó tên nó giờ cứ tiếp lấy bố trong linh nó hồi giờ thì nên nhận nó từ lúc cái khăn là nên bố linh là tao nhân để nhận sư nên mà cho tay xong đi nó đó là nè à nên mà ua thì nó tao lú xong đi luôn lệ này rồi lại nó chỉ nên tới đây đây thì đây là món cho họ tại nên dọn dọn thì nên thu cho ra lúc tại ông đây là món cho nên thích chim lão hành thì cứ món cho họ tại nên nó thì cứ như món cho một chia còn ít số một tuần thế này được còn đặt cái số nên thì cứ mà thâu cho là chi dọn dọn thì đã chi vào yêu lúc tài cho mọi người tiêu cho lệ nó tích chữ khó thì ta chỉ nói nó đối với xử lý nó là nó chỉ cần cho một chi và có cho một chi nó chỉ có tài khoản chữ li bếp bếp bộ chi cho là to chỉ có chi li bếp cho chi một đọc lối cho nó thì ok thì nó chỉ cứ cho em lên nó tới xíu xíu nó chỉ cứ mở thâu cho lò cho nên nó cần để xe mà đi mở được phải sai có recipe nó cho nó chỉ được chiếc khai chi này ở đây nên nhạc khai chi nó chỉ nên cho để thay còn đâu cho hồi giờ nên chỉ nhạc khai chi này nên nhận lấy cái ô nó xứ nó chỉ nên cho lên nó xứ vì đó khỏi hết tiền cũ để cứ chỉ cho khai chi vì đó khỏi tiền cũ vẫn nó sẽ lừa nhà này ở chỉ cứ thiết chỉ cho có khai chi thì thằng này cho nó cho nên nó nhận nhận chồng mà nó chìm vào trâu ấy nên thiết lý sao sợ thiết chỉ khó nên thiết chỉ tờ ok nhận nhận chồng thằng nó nhận thiết chỉ chia rồi nó thiết chia rồi nó chạy cùi rồi cho là để được cái xe sẽ hậu trong lấy cha
tiền nếu muốn mua là nếu cho khó là sẽ phải nằm mà nếu muốn mua nên ở mỗi chỗ bé nấu là nếu chuyện mua chuyện giống đó cho nên nhận nó sổ số nó lo cho một thỏ hoặc microwave chứ. Ok, thế là mình cứ thịt xìa là nó dò chè cũng mất tệ sáng hậu chè sáng hậu nó mà nó xong như nó dò khá là xếp hình nó mà nó thơ chọn bè nó như mua nếu chỉ có mất cho lì ok nó sáng đầu nó là những chỉ tớ chè nếu mà cho nó lại ổ tế đại em muốn nó sờ ổ sandwich nó mới sờ nó mì nhu sờ nó ice cream nó nhắm đầy dưới nhà xứ để cứ cho nó chè khá là xếp hình nó cho nên xứ ấy giờ thì nếu mà lúc nóng nó là nên mà đi xong là cho cửa của mà lê tết cho nên